Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Khải Dư Khải nha anh em ơi. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mọi. Ở video này Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Ken Bằng Bợi cho anh em xem. Hôm nay thì được top 4 thông kim. Đó. Hôm nay được top 4 thông kim cho anh em xem xét đồ nha. Đây là bằng bác nha. Sử dụng một cái đao độc tóc 20, độc xảo 19. Áo 40, 15 kháng hỏa. Dây chuyền kháng cả 12. Và nón kháng lôi 29. Bao tay làm 140. Ngọc bòi sức mạnh cao, nhận sức mạnh, đại lưng cho 40 dòng 1, nhận khăn lôi 15, một đôi giày tóc làm chậm 20. Tính rạc này thì đỡ mà đặt móc thì chưa thấy đặt móc gì cả nè, chỉ được 70 làm chậm này, 70 làm chậm thì kèm nghe mây thêm 30 thêm 5 nữa thì được 100 làm chậm đó. Rồi hiệu ứng chón thì được 40 từ đại lưng, kèm theo nghe mây thì này được 70 chón nè, 70 chón đó. Nhìn sơ qua xét đồ này cũng tầm ổn nè. Hai món sức mạnh khá là cao mà 13 này, 16 này, 7 nữa tính ra là 20 sức mạnh nè. 20 sức mạnh kèm này, này 36 sức mạnh là bằng 7 cuốn vẫn là một tật nữa nè. Gờ chưa? Ơ 7 cuốn tại vì kinh. Bằng 7 cuốn tại vì kinh nè. Tầm 7 cuốn tại vì kinh đấy. Thấy gờ không nè. Sức mạnh quá trời luôn em này. 7 này. 13 là 20 cái này 16 nữa, 36 sức mạnh, anh em thấy ghét chưa? Anh này tính là điểm sức mạnh build khá là ok đấy. Rồi, nói chung thì set đồ này cũng khá là tương đối tầm này nè. Đỡ mà Khải so anh em xem đồ cái đao này thì Khải nghĩ tầm 7 đến 10 kim cái đao này. Giá chiền này đẹp rồi nè, kháng cả 12. Rồi kim sinh lực lực sức mạnh 7. Thì giá chiền này không kích được dòng kháng độc bên dưới. Giá chiền này Khải nghĩ chắc bèo lắm, không phải 1 triệu đến 2 triệu giá chiền này, 1 đến 2 triệu nè. Nếu mà mua rẻ thì khoảng 1 triệu, mà mua chung chung khoảng 1,5 triệu. Đó, cao lắm là khoảng 1,5 triệu nè. Khải nghĩ 1,5 triệu, 2 triệu hơi cao. Nói chung giá chuyền kim thì hơi giá hơi đắt đó nè. Không biết ông này mua bao nhiêu, nhưng mà theo mình thì mình mua da này cao lắm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thì không nhiều lắm đâu. Nón khăn lôi 29 sinh lực cao khá là đẹp rồi. Áo này thì kích cái vũ khí quá ok, sinh lực cao luôn. Bà tay làm 140. Chung bà tay này khoảng 1,5 kim, kim rưỡi. Áo này khoảng 1,5 kim, nón này khoảng 1,5 kim. Mấy cái nhẫn ngọc bội này sẽ lực căng ngọc bội ngon này. Ngọc bội này bèo lắm phải 2 kim, 2 kim đến 3 kim. Nhẫn này cũng vậy nè, nhẫn này khai ngỡ chắc 1,5 kim. Đại lưng chón dùm 1 chắc còn 2 kim. Giày này chắc khoảng 1 kim sẽ lực cao. Nói chung là chi phí với set đồ này thì khai ngỡ cũng tầm 3 triệu đô lại nè. Cả dây chuyền và đao này nọ khai ngỡ cũng tầm 3 triệu quay đầu. Đó, cái set đồ này cũng tầm 3 triệu quay đầu, chưa tính nạc nha nè. Đó, set đồ thôi. Nói chung tầm này những set đồ như vậy là ngon rồi anh em ơi. Đỡ mà ngon hơn nữa thì chưa có, tại vì server chưa có đồ VIP hơn nè. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Ken Mộng Mị cũng như là video Khải một like chia sẻ cho anh em. Cứ mỗi khi xong trận tổng kim anh em thích soi cầu thủ nào thì sẽ Khải sẽ soi cho anh em xem nha. Còn một số cầu thủ chơi này Khải đã soi rồi nè.